Đây là đối tượng Trần Cảnh Toàn, sinh năm 1980, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, vừa bị công an thành phố Vinh bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào giữa tháng 7 năm 2020, Trần Cảnh Toàn thông qua các mối quan hệ xã hội có quen biết với một người phụ nữ tên là Sâm, trú tại thành phố Vinh. Qua nhiều lần gặp gỡ ăn uống, tiếp xúc làm quen, Trần Cảnh Toàn tự giới thiệu là cán bộ công an của Cục Cảnh sát Ma túy Bộ Công an đang về làm việc tại Nghệ An. Những lần giới thiệu gặp gỡ như vậy, chị Sâm dễ dàng tin lời Toàn. Sau đó, Toàn ngỏ lời và được chị Sâm cho mượn một xe SH và số tiền 10 triệu đồng. Thời gian sau, Toàn vẫn tiếp tục gặp gỡ, đi ăn uống cùng chị Sâm và hứa cuối tháng 7 năm 2020 sẽ trả xe và tiền. Đến đầu tháng 8 năm 2020, chị Sâm đã nhiều lần gọi điện cho Toàn để yêu cầu trả xe và tiền nhưng không liên lạc được. Biết mình bị lừa, chị Sâm đã viết đơn tố cáo tới công an thành phố Vinh. Vào cuộc xác minh điều tra, công an thành phố Vinh đã xác định được đối tượng Trần Cảnh Toàn là lao động tự do, quê quán ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là đối tượng đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm đoạt tài sản của chị Sâm, đối tượng Toàn đã thay đổi số điện thoại, bỏ trốn tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt của lực lượng công an. Đến 14 giờ ngày 21 tháng 4, công an thành phố Vinh đã bắt được Trần Cảnh Toàn tại một phòng trọ thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chiếc xe SH sau khi mượn của nạn nhân, Toàn đã đem bán tại thành phố Hà Nội với giá 30 triệu đồng. Công an thành phố Vinh đã thu hồi được chiếc xe này. Hiện Trần Cảnh Toàn đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng.